Vâng, em test nóng cục đẩy 4 kênh NA9004 giao cho bác khách ở trên cầu Diễn, Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp nhé. Và bác khách này là bác ấy đang ở cơ quan, bác ấy muốn nhận ngay thì cửa hàng Tùng Nguyễn Audio sẽ cho thuê xe ôm chở cục đẩy NA9004 này lên để cho bác ấy nhận ngay trong sáng nay. Đang test các bác nhé, test sống là test sống từng kênh một. Và bên em chỉ test một cơ loa thôi, và để là test sống và test trực tiếp từ điện thoại vào. Cục đẩy PS Audio có được bảo hành 2 năm của nhà máy và đổi mới 3 tháng. Với cái dòng đẩy này thì chất lượng âm thanh của nó sẽ là đời NA9004. LA là đời NA, là đời mới, là đời xịn nhất. 900 là 900W một kênh. Và số 4 là 1, 2, 3, 4. Có màn hình LED này, có 4 cột đèn báo của 4 kênh này. Bọn em test là bọn em phải test từng kênh một để giao cho khách hàng. Mặt trước của nó sẽ có hút vào là quạt gió hút vào, nó sẽ có màng lọc bụi. Mặt sau sẽ có quạt là thổi ra, hút vào và thổi ra để cho làm cho mát hết các con này. Con này nó thuộc vào dòng đẩy nguồn xuyến các bác nhá. Thì có bọn em test như nào? Đây, test chỉ test bằng một cái rắc này ra loa thôi để test sống mà. Thì con biết được cái âm lượng của các cái kênh này nó sẽ có như nhau không. 1, 2, 3, 4 jack new trick này, cắm trực tiếp từ điện thoại vào. Con đẩy 9004 này, tiếng nhạc nó rất hay và khỏe luôn. Đấy, bác khách yên ở cầu Diễn yên tâm khi nhận cục đẩy BSNA9004 này. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến đẩy và vang và mic và lâng tiếng của PS Audio, hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Giá rất là rẻ đến cục đẩy 9004 này các bác nhá.